mà các bạn mới thực tập, các bạn chỉ là một con ong mới, một con ong chăm chỉ đi thực tập sớm thôi. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và ở cái góc quay này thì mình hơi béo nhưng mà thôi kệ. Đây là Lưu Bị, thành viên vô cùng là thường trực của tất cả những video của mình. Là qua Tết đó xong rồi mình bị tăng cân á, kiểu béo phì á, hai bên thành hai trái chôm chôm, nên là mọi người hãy thông cảm cho cái hình dạng béo ú này. Video ngày hôm nay nó sẽ là video tiếp theo của cái chuỗi series mà đi thực tập thì cần những gì, làm gì. Mình cũng không nhớ nó là video thứ mấy nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng cho ra nhiều video hơn nữa nha. Và điều đầu tiên đối với vấn đề thực tập đó là nếu có cơ hội thì các bạn hãy thực tập càng sớm càng tốt. Thực tập ở đây có thể là có lương hoặc không lương, tùy vào môi trường, tùy vào công việc. Và đặc thù ngành luật của mình đó thì đa số sẽ là thực tập không lương, hoặc là chỉ hỗ trợ ở xăng xe, phụ cấp ăn uống, nhưng mà nó không đáng bao nhiêu hết. Chỉ có điều đó là cơ hội để mà các bạn có thể trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn, va chạm với nhiều hồ sơ hơn, thì các bạn sẽ có được cái quỹ kinh nghiệm mà rất là cần thiết cho công việc sau này. Đặc biệt đối với ngành luật của mình á, thì mọi người sẽ hay nói là ủa có học gì, có học luật, học luật ra thì làm luật sư để cãi chồng đúng không? Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Khi các bạn học luật ra thì các bạn có thể làm được rất là nhiều ngành nghề khác, ví dụ như công chứng viên, thừa phát lại, tòa án, làm bên viện kiểm sát, hoặc là làm tư nhân như là pháp chế doanh nghiệp, làm rất là nhiều công việc chứ không chỉ là học luật ra chỉ để làm luật sư và đi cãi chồng nha. Để có thể xác định được là mình phù hợp với công việc nào thì các bạn có thể đi thực tập càng sớm càng tốt. Sau đó mình có thể thử, ví dụ như xin thực tập trong những văn phòng luật sư nè, rồi các bạn sẽ được va chạm với những hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hồ sơ tố tụng đất đai này kia, thì mình sẽ tìm ra được cái sở trường và sở đoản của mình. Và đặc biệt là trong cái môi trường làm việc á, thì mọi người, những anh chị mới đi trước sẽ nhìn và sẽ cho các bạn nhận xét là các bạn sẽ hợp với cái mảng nào. Ví dụ như các bạn sẽ hợp bên phòng chăm sóc khách hàng, bộ phận sale, bộ phận tìm kiếm khách hàng, hoặc là các bạn sẽ hợp với cái bên chuyên lo về hồ sơ đồ đó. Trong cái lúc làm việc, ví dụ như mình thấy mình không hợp với cái môi trường văn phòng luật sư thì mình có thể chuyển qua thực tập ở trong tòa án này, hoặc là xin làm thực tập trong pháp chế doanh nghiệp. Như vậy thì mình sẽ tìm được cái sở trường của mình và chúng ta sẽ có cơ hội mà xác định được cái bước đi tương lai của mình càng sớm càng tốt. Đó là với cái môi trường luật của mình. Còn những môi trường khác thì cũng mình nghĩ là nó cũng sẽ tương tự như vậy. Như là mình hồi đó mình có thực tập trái ngành, mình có làm ở trong văn phòng luật sư, có làm bên bộ phận sale á của một công ty bất động sản. Mình có thực tập ở bộ phận marketing chuyên về kỹ thuật, có tự nhiên mình quên mất rồi, của một công ty truyền thông khá lớn, khá nổi tiếng. Vậy thì mình đã tìm ra được cái sở thích, đam mê, tài năng, năng khiếu của mình đó về bưng cháo. Thứ hai mình muốn nói đó là khi các bạn học phổ thông á, thì Excel và PowerPoint nó chỉ là một cái môn học rất là bình thường, nó như là một cái tín chỉ của đại học như vậy, và các bạn chỉ cần học đơn giản là có thể qua môn được. Nói chung là nó chỉ là sơ cấp, nó không chuyên sâu lắm. Nhưng mà trong công việc á, thì Excel và PowerPoint, PowerPoint là chuyên để thuyết trình nha, nhưng mà đặc biệt Excel cực kỳ tiện lợi cho cái quá trình mà các bạn học tập và làm việc. Và nó sẽ là một cái kỹ năng mà để tăng điểm cho các bạn trong mắt nhà tuyển dụng khi mà các bạn muốn nộp CV xin việc, phỏng vấn vào một cái công ty hay là một cái môi trường làm việc nào đó. Dạo gần đây Facebook nó có một cái bài viết mà mentor rất là đau đầu khi mà thấy thực tập sinh của mình cộng trừ nhân chia ở trên máy tính, sau đó lấy kết quả đó chép vào Excel. Thì đó là tình trạng chung của một bộ phận nhỏ nào đó, mà trong đó có mình, hình như là có mình hồi đó thì phải. Hồi đó sư phụ của mình đã phải rất là cố gắng để có thể bày cho mình về Excel, như kiểu bày lại từ đầu á, là cộng trừ nhân chia, những cái hàm đơn giản thì không nói rồi, sau đó chúng ta sẽ copy và dán, và thời gian khoảng sau một tháng á, thì mình có thể tự làm cái công việc mà hàng ngày mentor giao cho mình á, như là mình chỉ cần nhập số liệu vô thì mọi thứ nó sẽ nháy nhảy ra, và mình như vậy mình làm thôi, nó rất là đơn giản. Và không chỉ là trong công việc hàng ngày mà cả trong những cái cuộc sống bình thường, khi mà các bạn cần quản lý số liệu chi tiêu hay là gì đó, các bạn cần quản lý một cái gì đó nhất định á, thì Excel vô cùng là tiện lợi luôn. Nên là nếu được thì các bạn hãy trau dồi kỹ năng Excel của mình đi, nó sẽ là một cái lợi thế rất là tuyệt vời khi mà các bạn đi phỏng vấn, đi xin việc, đi xin intern và cả trong cuộc sống hàng ngày nữa. Điều thứ ba mà mình muốn nói đó là tìm được một mentor đúng đắn. Có một cái câu nói như thế này, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời đó là các bạn tìm được người dẫn dắt cho mình. Người dẫn dắt ở đây phải là người dẫn dắt các bạn đi theo con đường đúng và phù hợp với các bạn. Thì khi mà làm việc trong những cái môi trường đó, tiếp xúc với các bậc tiền bối, những người quản lý, những người cấp cao hơn, các bạn nhận thấy được một cái mentor nào đó rất là có tâm và rất là có tầm nữa nha.
thì mình hãy theo người đó, tại vì họ sẽ dẫn dắt bạn lên những cái tầm cao mới mà nếu như cái ngụp lặn mãi trong cái môi trường bình thường thì nhiều khi mình sẽ không có nhận ra đâu. Như là khi mình đi làm, môi trường nào mình cũng gặp được mentor rất là có tâm và mọi người rất là có tầm nữa. Mọi người hướng dẫn cho mình rất nhiều, rất là tâm huyết để mình cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà mình đã chọn lựa con đường đi bán cháo nên là mình cũng cảm thấy có lỗi với mọi người, nhưng mà không sao hết. Nhờ những anh chị, những mentor bậc tiền bối đó mà mình đã phát triển bản thân mình nhiều hơn rất là nhiều, về cả kỹ năng chuyên môn và cả cách sống, cách đối nhân xử thế hàng ngày nữa. Nên là nếu các bạn đã nhận ra được một mentor nào đó thì đừng bỏ qua họ nha. Cơ hội không đến lần thứ hai, không đến nhiều như vậy. Điều tiếp theo mình muốn nói là khi các bạn đi làm á, thì những điều các bạn học trên giảng đường và thực tế nó sẽ xảy ra khác nhau, như kiểu là hai đường thẳng song song không một tia hy vọng vậy. Các bạn học 1 thì khi các bạn đi làm nó sẽ là 10, các bạn học A thì khi đi làm nó sẽ ra B. Thì đó là một cái thực trạng mà các bạn bắt buộc phải chấp nhận, có nghĩa là lý thuyết nó chỉ là nền tảng để chúng ta đi làm, nền tảng những cái gì mà cơ bản nhất, có nghĩa là khái niệm thôi. Còn khi đi làm á, nó sẽ xảy ra vô số trường hợp khác nhau. Với cái kinh nghiệm đi thực tập không nhiều lắm của mình á, thì khi ra ngoài đi làm tốt nhất là hãy biết lắng nghe và làm theo những gì mà tiền bối chỉ dẫn, và đừng cố gắng gân cổ lên để cãi là đi học nó phải như vậy. Ví dụ như khi đi học á, thì điều A nó phải xảy ra như B và như C này kia, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Các bạn biết là trong điều luật nó có một cái là trừ trường hợp pháp luật quy định khác đó. Nên là mình gặp được những cái tình huống mà nó hóc búa này, yếu lê, nó khác hoàn toàn với luật mình học, hoặc là nó sơ sơ, nó chệch đường đi á, thì hãy cố gắng học và tiếp thu và hỏi han mọi người cách giải quyết. Thì đó sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho công việc của chúng ta sau này. Và nó là những cái tình huống mà trong sách vở không hề có, và nếu các bạn không đi làm các bạn sẽ không có gặp được. Mọi người học năm nhất, năm 2, năm 3 tới năm 4 kỳ 2 á, thì sẽ có một cái kỳ gọi là kỳ thực tập. Lúc đó mọi người mới bắt đầu đi làm, đi soạn hồ sơ, làm mọi thứ. Trong cái lúc mà mình còn đang chật vật soạn hồ sơ, xếp hồ sơ này kia, thì các em năm nhất, năm 2, năm 3 đã từng đi thực tập thì các em đã có một cái kiến thức cơ sở rất là vững chãi rồi, và các em đã làm được nhiều hơn nữa rồi. Nên là qua lại điều đầu tiên, nếu như có cơ hội thì các bạn hãy đi thực tập sớm hơn nữa. Và nhớ là đi thực tập phải biết lắng nghe nha. Tại vì chúng ta chỉ là những con ong mới, những newbie thôi, và chúng ta không có gì để cãi với những người đã làm rất là lâu, mọi người đã lão làng kinh nghiệm rồi. Mọi người sẽ chỉ cho các bạn cách giải quyết cái tình huống đó tốt nhất, và nhiều khi nó sẽ không có giống, hơi khác với những gì mà các bạn đã học. Nhưng mà hãy chấp nhận nó. Có một điều mà có thể các bạn không để ý, đó là khi thực tập thì nhiều khi những cái chuyện quan trọng đó, chúng ta sẽ chưa đạt được cái trình độ để làm, nên là chúng ta có thái độ hơi thờ ơ. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Khi mà các bạn làm bất kỳ một cái điều gì đi chăng nữa thì cả mentor và cả những người quản lý cao hơn đều đang theo dõi xem các bạn làm như thế nào để có thể sắp xếp và giao việc cho các bạn một cách hợp lý. Nên là ví dụ như các bạn được giao một cái công việc nào đó thì các bạn phải confirm lại với người quản lý của mình, với mentor của mình là ví dụ như công việc này á, thì em phải làm gồm những cái phần nào và khi nào phải hoàn thành nó, để các bạn có thể chuẩn bị cho nó và làm thực hiện nó một cách tốt nhất. Ví dụ như có xảy ra một cái sự cố hay là sơ sót gì thì chúng ta có thể hỏi được. Tại vì nhiều khi mình nghĩ là cái công việc của mình nó nhỏ như vậy á, thì nó không có ảnh hưởng gì tới những cái công việc lớn kia. Nhưng mà không phải nha, mọi thứ ở trong một cái quá trình làm việc nó đều là một cái mắt xích rất là quan trọng. Và nhiều khi cái mắt xích của bạn á, các bạn nghĩ là nó đơn giản, nhưng mà nếu nó xảy ra lỗi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái hệ thống luôn. Nên là phải luôn luôn chuẩn bị trước và phải chắc chắn về thời gian hoàn thành và cái yêu cầu để mà hoàn thành công việc đó. Quản lý sẽ không có quan trọng là quá trình các bạn làm như thế nào, mà mọi người chỉ quan trọng tới cái kết quả đạt được. Nếu như mà các bạn có đọc sách của Vãn Tình, cái cuốn gần đây nhất của Vãn Tình đó là Không Sợ Chậm Chỉ Sợ Dừng, nó có một cái câu chuyện, cái bạn đó được giao công việc trước một tuần. Xong rồi bạn rất là nhẫn nhơ, tại vì làm việc hàng ngày mà công việc đó nó vô cùng là đơn giản, giữa hát xì một cái nó cũng xong. Nhưng mà vô tình trước ngày deadline một đêm á, thì đêm đó bạn mới làm và máy tính bị hư. Mọi thứ bạn phải làm tay, viết tay nó chỉ bằng một nửa, thậm chí là 1/3 làm máy thôi. Và sau đó ngày mai á, bạn lên bạn trình bày với quản lý là dạ, tối qua máy em bị hư nên là em phải làm như thế này, em đã cố gắng hết sức này kia. Nhưng mà quản lý vô cùng không hài lòng, tại vì công việc đã giao cho bạn trước một tuần, có nghĩa là bạn có một tuần để chuẩn bị cho cái công việc đó, chứ không phải là alo em hôm nay thứ hai ngày mai thứ ba em phải làm cho chị. Nó sẽ khác nha.
nên là mình phải luôn luôn cố gắng xác định confirm là cái công việc đó khi nào cần hoàn thành này kia để chúng ta sắp xếp công việc thật hợp lý, tại vì họ đã cho mình thời gian rồi. Và như vậy thì cái uy tín của mình khi mà làm việc nó sẽ được nâng lên nữa và nó sẽ thuận lợi cho cái con đường phát triển của mình hơn. Và điều cuối cùng cũng là điều mà mình cảm thấy vô cùng quan trọng, đó là khi mà đi thực tập có nghĩa là các bạn sẽ được giao công việc từ cơ bản lên nâng cao. Không có ai mà các bạn mới thực tập, các bạn chỉ là một con ong mới, một con ong chăm chỉ đi thực tập sớm thôi, mà mọi người lại giao cho các bạn một cái dự án, một cái công việc gì đó quá lớn cả. Mọi người sẽ sắp xếp cho bạn một công việc nào đó vừa tầm với bạn thôi và sẽ cho bạn một mentor để hướng dẫn, hoặc là chính bạn cũng phải nhìn xem mọi người làm như thế nào và chúng ta phải tự đi hỏi nữa. Đó là tùy môi trường công việc làm việc khác nhau và tùy vào quản lý của các bạn nữa. À, có một điều cấm kỵ, đó là đừng bao giờ để người khác phải làm lại công việc của mình. Đó là những công việc đơn giản mà, đúng không? Nên là mình phải cố gắng làm thật tốt và nếu có khúc mắc gì thì phải hỏi liền. Nếu như mọi người phải làm lại cái công việc của mình đó thì nó rất là mệt mỏi. Lúc mà mình làm thì không sao, nhưng mà lúc làm lại nó cực lắm, tại vì nó xáo xào lên, nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ. Có những cái việc mà nó đơn giản quá mà những anh chị cấp cao rồi á, lâu rồi mọi người cũng không làm, mọi người chỉ làm những cái cao siêu và bây giờ phải đi giải quyết những cái lỗi nhỏ bé, nhỏ xíu của bạn, nó rất là cực. Đặc biệt là cái khâu mà phải đi tìm ra lỗi, tìm ra lỗi sai ở trong cái mớ bồng bông đó vô cùng là cực. Nên là hãy làm thật kỹ, thật chắc, cố gắng để không bao giờ để mọi người phải làm lại công việc của mình, trừ trường hợp thật sự bất đắc dĩ, đó là mình vô tình thôi. Bên trên là những điều mình nghĩ là sẽ khá quan trọng khi các bạn đi thực tập, và mình sẽ cố gắng ra nhiều video về thực tập hơn nữa để giúp cho cuộc sống sinh viên, đặc biệt là cái lúc đi thực tập của các bạn sẽ tốt hơn. Mình sẽ cố gắng ra một video về tìm nơi thực tập nè, mentor này kia. Còn CV thì chắc là sẽ không có video đâu, tại vì CV của mình nó cũng đơn giản và hồi đó mình đi thực tập cũng là nhờ may mắn của mình nữa. Nên là cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhấn cái chuông nghe tại vì mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt mọi người.